Văn Chánh, 69 tuổi, hiện đang ngụ tại số 18 đường Mai Văn Ngọc, phường 10, quận Phú Nhuận. Xin chào khán giả của HTV Tôi Kể. Tôi bắt đầu có ý tưởng làm về cái tái chế chai nhựa để mà trồng cây là từ năm 2020, lúc còn đang công tác. Nhưng mà qua đến năm 21 đó thì mới bắt đầu là thật sự là bắt tay vào là toàn tâm toàn ý vào công việc, vì lúc đó là thời gian nó nhiều rồi. Và từ cái nhà mình thì mình nhìn ra đường sắt thấy nó không có đẹp, không có mỹ quan, với lại nó nhếch nhác quá. Từ đó mình có ý nghĩ là mình trang trí luôn cả cái đoạn đường này cho nó đẹp, để người ta tránh đi, người ta sẽ máng rác lên trên đó. Đầu tiên là mình phải đi tìm những cái chai nhựa, chai hay nước suối người ta bỏ đi, hoặc là mình mua của mấy cái vựa ve chai. Mình ngồi mình mới bắt đầu là từ công đoạn mình cắt ra phải tỉ mỉ lắm. Sau mình lấy những cái hình trong phim hoạt hình á, để mình ke nó lên, rồi mình làm ra cái con thú này con thú nọ trong phim hoạt hình á, thì nó phải rất là hay. Thì cũng từ cái ý tưởng đó thì mới làm dần dần. Ban đầu làm thì nó cũng chưa có đẹp lắm thôi, nhưng mà cứ mỗi một ngày mình làm ít, mỗi ngày làm ít. Trồng thì nó dễ, làm thì nó dễ, mà cái chăm sóc nó mới là quan trọng. Thì cái công việc chăm sóc này nó cũng hơi vất vả một tí, nhưng mà điều đó là cái niềm vui thì mình làm. 3 giờ sáng là thức dậy để mình tưới, tại vì cái đường này là mật độ lừa xe nó lưu thông rất là nhiều. Căn nhà của anh Chánh là phải nói là độc lạ nhất ở trong phường. Tự anh suy nghĩ, anh tìm tòi thiết kế từ cái nhà đến những cái bình chậu hoa, tức là đem về tái chế lại, sơn và in khắc những cái con này con kia ra rồi để trồng cây vô, để mà treo lên trên cái hàng rào tuyến đường sắt. Muốn như thế nào, coi như mỗi người chung tay để mà gìn giữ cái thứ nhất là khu phố nó sạch đẹp, để giữ cái mỹ quan trên cái tuyến đường sắt. Chúng tôi thì rất là tự hào về cái công trình này, và cũng mong rằng mô hình này được là triển khai một cách là rộng, kéo dài suốt đường ray xe lửa. Mà tôi đề nghị là bên là đường sắt nên còn cái hỗ trợ đối với cái công việc này, ví dụ như hỗ trợ một phần kinh phí giúp ông Chánh. Chứ nói vậy chứ làm này cũng là tốn kém lắm. Mỗi một cái ô vậy là mình treo 13 giây, 12 giây là nó tổng cộng là 36 bình, mà như là bây giờ nó cũng được 300-400 bình rồi đó, 70-80 mét gì đó. Còn đoạn dài lắm, nhưng mà đều phải đi qua những cái căn hộ đó, không biết người ta có đồng ý cho mình làm hay không. Và khi mình làm xa quá vậy đó thì có ai tưới cho mình, ai chăm sóc cây cho mình đó. Không chăm sóc thì coi như mình làm để nó uổng phí đi. Đây là những cái sản phẩm mà tôi làm để mà trang trí đây, và kết quả của những cái sản phẩm này thi về cấp quận thì cũng được giải 3, và đi thi toàn thành phố thì cũng là giải 3. Một cái nguồn động viên để mình tiếp tục mình làm cái công việc dự định của mình. Cái màu hồng là nó làm cho mình trẻ trung nè, yêu cái cuộc đời này nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là cái màu hồng này trồng cây xanh lên nó mới nổi bật lên được cây xanh. Nếu là màu khác thì không thể nào mà nó lên được cây xanh. Khi trước đó mình treo trước nhà họ, họ không cho. Họ bảo là chỗ này chỗ tụi phơi đồ. Bằng chứng là mình đã treo rồi, nhưng mà người ta gỡ, người ta bỏ. Hơi buồn buồn tí thôi. Cũng có người ta nói là sao ông rảnh quá vậy. Thì nói chung người ta cũng là nói đùa với mình vậy thôi. Còn mình làm dần dần rồi người ta nhìn thấy cái công việc mình làm đó, người ta cũng đi ra lúc mình làm, lúc mà đứng mình làm thì người ta ra, người ta nhìn, người ta xem. Và người ta cũng có vẻ là thích thú với công việc đó. Hôm nay là như là nó lan tỏa ra phường khác rồi, là mình cũng thấy là cái đó là cái niềm vui cho mình. Mình đi nghe người ta bảo là bên đó người ta cũng làm, mình đi mình xem thử, đúng là công việc mình làm là nó cũng có ích cho khu phố, cho mọi người chung quanh, các phường chung quanh.